19. Phẩm chân như. Bấy giờ thiên tử cõi dục giới, cõi sắc giới đều mang các loại bột hương và nhiều loại hoa trời từ xa dải lên cúng Phật, đảnh lễ hai chân ngài rồi lui đứng qua một bên, chắp tay cung kính thưa: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế rất là sâu xa, khó thấy, khó hiểu, không thể suy nghĩ, vượt cảnh giới suy nghĩ, mầu nhiệm vắng lặng, người trí thông minh mới có thể biết được, chẳng phải hạng tầm thường thế gian có thể tin hiểu được, mà phải là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Ở trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều nói: Năm uẩn tức là trí nhất thiết trí nhất thiết trí tức là năm uẩn. Nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng tức là trí nhất thiết trí. Trí nhất thiết trí tức là trí nhất thiết tướng. Chư Phật tức là trí nhất thiết trí. Trí nhất thiết trí tức là chư Phật. Vì sao? Vì chân như của năm uẩn hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác. Nói rộng cho đến hoặc chân như của trí nhất thiết tướng hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác, như chân như của chư Phật hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác. Bấy giờ Phật bảo các thiên tử: Đúng vậy, đúng vậy, như các vị đã nói, thiên tử nên biết khi quán xét nghĩa này, tâm ta chỉ hướng tới sự im lặng, chẳng muốn thuyết pháp. Vì sao? Vì pháp này sâu xa, khó thấy, khó hiểu, không thể tìm tòi suy nghĩ, vượt khỏi sự tìm tòi suy nghĩ, nhiệm màu vắng lặng, hàng trí tuệ thông minh mới có thể biết được, chẳng phải hạng tầm thường thế gian có thể tin hiểu được. Nghĩa là Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đã chứng. Thiên tử nên biết, chư Phật đã chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nhưng không năng chứng, cũng chẳng phải sở chứng, không chỗ chứng, không thời chứng. Thiên tử nên biết, pháp này thâm diệu hiện hành của bất nhị, thế gian chẳng thể so lường được. Thiên tử nên biết, hư không sâu thẳm nên pháp này sâu thẳm, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ sâu thẳm nên pháp này sâu thẳm, vô lượng vô biên sâu thẳm nên pháp này sâu thẳm, không đi không đến sâu thẳm nên pháp này sâu thẳm, không sanh không diệt sâu thẳm nên pháp này sâu thẳm, không nhiễm không tịnh sâu thẳm nên pháp này sâu thẳm, không biết không đắc sâu thẳm nên pháp này sâu thẳm, không tạo không tác sâu thẳm nên pháp này sâu thẳm, ngã cho đến người thấy sâu thẳm nên pháp này sâu thẳm, năm uẩn sâu thẳm nên pháp này sâu thẳm, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng sâu thẳm nên pháp này sâu thẳm, tất cả Phật pháp sâu thẳm nên pháp này sâu thẳm. Khi ấy các thiên tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ở đây đã thuyết pháp sâu xa vi diệu này chẳng phải hạng tầm thường ở thế gian có thể tin nhận. Vì sao? Pháp thâm diệu này chẳng phải nắm giữ năm uẩn mà nói, chẳng vì xả bỏ năm uẩn mà nói với họ, nói rộng cho đến chẳng vì nắm giữ trí nhất thiết tướng mà nói, chẳng vì xả bỏ trí nhất thiết tướng mà nói với họ, chẳng vì nắm giữ tất cả Phật pháp mà nói, chẳng vì xả bỏ tất cả Phật pháp mà nói với họ. Hữu tình ở thế gian có nhiều hành động nắm giữ chấp thủ ngã và ngã sở, nghĩa là sắc là ngã sở, thọ tưởng hành thức là ngã sở, nói rộng cho đến trí nhất thiết là ngã sở, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là ngã sở. Bấy giờ Thế Tôn bảo các thiên tử: Đúng vậy, đúng vậy, như các ông đã nói, thiên tử nên biết, nếu Đại Bồ Tát vì nắm giữ năm uẩn mà tu hành, vì xả bỏ năm uẩn mà tu hành, nói rộng cho đến vì nắm giữ tất cả Phật pháp mà tu hành, vì xả bỏ tất cả Phật pháp mà tu hành, thì Đại Bồ Tát này không thể tu hành Bát Nhã, Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí, Ba La, Mật Đa, nói rộng cho đến không thể tu hành Trí Nhất Thiết Tướng. Khi ấy cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, pháp sâu xa này có thể tùy thuận tất cả pháp, nghĩa là có thể tùy thuận Bát Nhã, Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí, Ba La, Mật Đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng. Pháp sâu xa này hoàn toàn không bị ngăn ngại, nghĩa là không ngăn ngại sắc thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng. Pháp thâm sâu này lấy vô ngại làm tướng. Vì sao? Vì hư không bình đẳng, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì bình đẳng. Vì không vô tướng vô nguyện bình đẳng. Vì không sanh không diệt bình đẳng. Không tạo không tác bình đẳng. Không nhiễm không tịnh bình đẳng. Nên pháp thâm sâu này lấy vô ngại làm tướng.
phạm thâm sâu này